Thưa quý vị và các bạn thân mến, ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng chứng tỏ quá can đảm dám vuốt râu hùm ông Tập Cận Bình khi sờ gáy Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, người có đầy các mối quan hệ quyền lực với Trung Nam Hải. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo ông Hoàng Trung Hải có nhiều vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xem xét kỷ luật vào thời gian ông nắm chức Phó Thủ tướng và đưa ra nhiều ý kiến chỉ đạo về công ty Gang thép Thái Nguyên, trang thông tin chính phủ cho hay hôm 9 tháng 12. Ông Hoàng Trung Hải là Phó Thủ tướng từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 4 năm 2016. Sau đó ông giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội cho đến nay. Ông cũng có chân trong Bộ Chính trị đầy quyền lực kể từ năm 2011 đến nay. Cùng bị xem xét kỷ luật còn có Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Ban Thường vụ Thường ủy, Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam là tập đoàn mẹ của Công ty Gang thép Thái Nguyên và là một trong những cùng với một số quan chức trong đó có ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được đưa ra sau cuộc họp từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12 năm 2019 tại Hà Nội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói các ban và các quan chức kể trên đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để tổng công ty có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty Gang thép Thái Nguyên, dự án TISCO 2 gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn đến tiền và tài sản của nhà nước. Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án TISCO 2 có quy mô đầu tư 8.104 tỷ đồng, được công ty Gang thép Thái Nguyên gọi tắt là TISCO thực hiện xây dựng từ năm 2008. Nhưng sau gần 10 năm xây dựng, hiện nhà máy rơi vào cảnh đắp chiếu cho đến nay. Trong khi đó, nhà thầu và tập đoàn luyện kim Trung Quốc, viết tắt là MCC, đã bỏ dở dự án và rút về nước. Việc xem xét kỷ luật các quan chức cao cấp bao gồm ông Hoàng Trung Hải và ông Hoàng là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng mạnh nhất từ trước đến nay do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo. Chiến dịch của ông Trọng đã kéo dài gần 3 năm nay kể từ khi ông trở thành lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không đưa ra dẫn chứng cụ thể, nhà báo có bề dày kinh nghiệm hàng chục năm Lê Diễn Đức hiện sống ở Mỹ bình luận trên Facebook cá nhân của ông hôm 9 tháng 12 rằng ông Trọng chứng tỏ quá can đảm khi dám sờ gáy Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, người có đầy mối quan hệ quyền lực với Trung Nam Hải. Theo thông tin chính phủ, trang Facebook chính thức của nhà nước Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu tên 15 quan chức khác cũng bị xem xét kỷ luật liên quan đến TISCO 2. Trong đó có Nguyễn Kim Sơn, Đặng Thúc Kháng, Mai Văn Tinh và các nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam, các nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang, Đỗ Hữu Hào và hai nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý, Nguyễn Hữu Vũ. Hồi cuối tháng 4 năm nay, nhà chức trách gồm Bộ Công an và Viện Kiểm sát đã quyết định bổ bị can, bắt tạm giam, khám xét nhà và cơ quan của 5 người dính líu đến vụ TISCO 2. Đó là các ông Mai Văn Tinh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam, Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Thép Việt Nam, Trần Trọng Mừng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TISCO, Trần Văn Khâm, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Công ty TISCO và ông Ngô Sĩ Hán, nguyên Phó Tổng Giám đốc Trưởng Ban Quản lý Dự án Mở rộng Sản xuất giai đoạn 2 Công ty TISCO. Những người này bị cáo buộc vì vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, căn cứ vào một điều khoản trong Bộ luật hình sự của Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục khuấy động dư luận qua việc xác định cần xem xét kỷ luật thêm một số viên chức cao cấp nữa. Đứng đầu danh sách mới nhất cần xem xét kỷ luật là ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Hà Nội,
Và trong danh sách này còn có thêm hai nhân vật khác góp phần khắc họa chỉnh đốn đảng giống hệt như một bộ phim và không thể dựa vào luật pháp hay điều lệ đảng để dự đoán hồi kết. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sở dĩ họ phải đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Hoàng Trung Hải vì khi là Phó Thủ tướng, ông có một số vi phạm khuyết điểm trong chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của công ty gang thép Thái Nguyên, được viết tắt là TISCO 2. TISCO 2 hiện là một công trình bỏ hoang với nhiều đống sắt vụn sau khi ngốn khoảng 8.000 tỷ đồng của công khố. Không những không sinh lợi, TISCO 2 còn tạo ra khoản nợ khoảng 4.000 tỷ đồng và vào lúc này, mỗi tháng công khố mất thêm chừng 40 tỷ để trả lãi cho các khoản mà TISCO 2 đã vay. TISCO 2 đã chết từ lâu, chỉ chưa được chôn cất. Tại sao đến bây giờ Ủy ban Kiểm tra của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mới xem xét trách nhiệm của ông Hoàng Trung Hải? Ai hoặc những ai phải chịu trách nhiệm khi bỏ qua một số vi phạm, khuyết điểm của nhân vật từng có tới hai nhiệm kỳ là Phó Thủ tướng từ năm 2007 đến 2016 và nâng ông ta lên và đưa ông vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam? Không xem xét truy cứu trách nhiệm của những người gạt bỏ một số vi phạm, khuyết điểm, tiếp tục quy hoạch ông Hải làm một trong những cán bộ chiến lược ở cấp cao nhất. Sau đó sắp đặt để ông Hải đảm nhận vai trò vua thủ đô thì chỉnh đốn đảng có khác gì làm phim. Tác giả kịch bản và đạo diễn cố tình gây bất ngờ để khán giả chú ý. Cần lưu ý TISCO 2 nói riêng các đại dự án thua lỗ nhiều ngàn tỷ đồng đã được xem đi xét lại từ giữa những thập niên 2010. Nhưng tác giả kịch bản và đạo diễn chỉnh đốn đảng không cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát giác ông Hải có một số vi phạm, khuyết điểm. Rất khó đoán vì sao tác giả kịch bản và đạo diễn chỉnh đốn đảng lại cho ông Hải trúng miệng, đồng thời sắp xếp để ông Vũ Huy Hoàng tái ngộ khán giả, kích thích khán giả dự đoán xem số phận của ông Hoàng sẽ như thế nào. Trước đây, khán giả từng thấy ông Hoàng có vô số sai phạm nghiêm trọng, từng ồ lên tiếc rẻ khi chỉ tác giả kịch bản và đạo diễn chỉ cảnh cáo ông Hoàng và quyết định tước bỏ các chức vụ trong đảng và chính phủ của ông từng mang. Lần này, ông Hoàng tái ngộ khán giả và được xác định là có trách nhiệm liên đới đối với sự thua lỗ trầm trọng của TISCO 2. Song, không thể nào dựa vào luật pháp hay điều lệ đảng để dự đoán nhân vật từng là Bộ trưởng Công Thương hai nhiệm kỳ sẽ đối diện với chuyện gì, sẽ hết sức bất hợp lý nếu ông Hoàng bị tống giam phạt tù. Trước, ông từng bị xem là một trong những thủ phạm chính làm thất thoát lên đến 30.000 tỷ đồng của năm đại dự án, nhưng đâu có bị xử lý hình sự. Tương tự trong tập mới công chiếu việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật ông Triệu Tài Vinh, cựu bí thư Hà Giang cũng là một tình tiết bất ngờ. Dẫu ông Triệu Tài Vinh nổi như cồn vì nhiều scandal nhưng không xử lý, chỉ rút về làm phó ban kinh tế, nay mới xuống tay, rõ ràng là giúp tăng sức hấp dẫn của phim chỉnh đốn đảng. Tác giả kịch bản và đạo diễn đã khai thác sự lắt léo này vài lần, nhưng nhiều khán giả chưa thấy nhàm, còn nhiều người hả hê thì sự lắt léo này còn đắt. Nhìn một cách tổng quát, tuy càng ngày càng có nhiều người chỉ trích, nhưng chỉnh đốn đảng vẫn còn thu hút được một bộ phận công chúng. Cũng vì vậy, có lẽ tác giả kịch bản và đạo diễn sẽ còn giới thiệu thêm nhiều tập khác cho đến khi mọi người cùng nhận ra phim không thể đem lại cơm áo, công bằng, dân chủ, văn minh trong đời thực. Thực tế cho thấy khán giả chỉ là một trong các đối tượng mà tác giả kịch bản và đạo diễn chỉnh đốn đảng nhắm đến. Đối tượng còn lại đồng thời là đối tượng chính mà tác giả kịch bản và đạo diễn nhằm vào là đồng chí đồng đội. Không phải tự nhiên mà qua những tập đã công chiếu,
tác giả kịch bản lẫn đạo diễn cố tình khắc họa thâm ý, ai cũng có thể bị mời làm diễn viên. Chuyện phải thủ vai chính hay may mắn chỉ được giao vai phụ, không phụ thuộc vào nhiều tội hay ít tội, trọng tội hay khinh tội, cũng không dựa trên quy định của pháp luật hay điều lệ đảng, mà do tác giả kịch bản và đạo diễn quyết định. Bộ phim Chỉnh đốn Đảng chính là cách giới thiệu một kiểu thâu tóm quyền lực bằng chỉnh đốn. Rất nhiều người phấn khởi cho rằng cuối cùng thì sự chờ đợi của dư luận cũng được phản hồi. Ba nhân vật có vấn đề từ bao năm nay đã lên thớt và chắc chắn bọn họ có an toàn về vườn thì sinh mệnh chính trị cũng không cách nào cứu vãn. Thật ra nếu nói người cộng sản coi trọng sinh mệnh chính trị thì chỉ đúng phân nửa. Đúng khi họ chưa ngoi lên được đỉnh cao quyền lực thì sinh mệnh chính trị là cứu cánh cho mục tiêu ấy. Nhưng tới khi đã đạt được đỉnh cao rồi thì sự nghiệp, tài sản mới quan trọng đối với họ. Cống hiến để đổi cái thành quả cuối cùng ấy bằng mua chuộc, quỵ lụy, cấu kết, biển thủ và cuối cùng là hạ cánh an toàn. Để đạt được mục tiêu, họ sẵn sàng mua chuộc đường dây dẫn tới vị trí của họ nhắm tới. Muốn chắc chắn hơn, họ chấp nhận quỵ lụy và dâng hiến tất cả những gì họ có. Họ sẽ cấu kết với làm thành viên và thành những liên minh để kiếm trác và hành vi biển thủ, công quỹ và mục tiêu cuối cùng trước khi hạ cánh. Những đoạn đường ấy họ lấy bốn chữ sinh mệnh chính trị ra để khỏa lấp hay che đậy cái ý đồ mà họ theo đuổi. Cho tới khi vụ việc bị công luận vạch mặt họ mới cam chịu, nhưng không dễ gì khai ra đồng phạm. Vì đồng phạm là cái phao cuối cùng họ có thể bám víu vào trong thời khắc nguy nan nhất. Đối với Triệu Tài Vinh, nguyên bí thư tỉnh ủy Hà Giang khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị chính bộ trị kỷ luật do vi phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, thì thay vì lo buồn, ông ta có thể nâng ly cùng bạn bè cánh hậu để thở phào vì việc kỷ luật ông về cái tội này chỉ là hình thức giơ cao đánh khẽ. Đáng ra ông ta phải chịu hình phạt nặng nề hơn nhiều lần vì trong những năm lãnh đạo tỉnh Hà Giang, ông bí thư tỉnh ủy này đã đưa vào hệ thống gần như toàn bộ gia đình gần xa vào làm trong những vị trí quan trọng nhất của tỉnh. Với 8 cái tên họ Triệu trong các huyện thuộc tỉnh Hà Giang, ông Triệu Tài Vinh xứng đáng nhận lãnh huân chương vì sự nghiệp gia đình hạng nhất. Nếu ông bị phanh phui vụ này thì 8 người mà ông cơ cấu sẽ theo ông về chầu hỏa lò trong những căn phòng tăm tối nhất. Ông Vũ Huy Hoàng là nhân vật thứ hai lên thớt sau khi đã bị cho về vườn không kèn không trống. Lý do đầu tiên không khác gì Triệu Tài Vinh thì năm 2015, trong khi đương chức Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng đã cơ cấu cho con trai của mình là Vũ Quang Hải, khi đó mới 28 tuổi, được lãnh đạo Bộ Công Thương điều động về Sapeco vị trí hàm phó vụ trưởng để đảm đương vị trí chủ chốt là thành viên hội đồng quản trị, đại diện cho cổ phần nhà nước, đồng thời kiêm chức phó tổng giám đốc. Năm 2011, ông Vũ Quang Hải từng được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam PVFI trong ngành công thương do ông Vũ Huy Hoàng phụ trách. Nhưng đây chưa phải là lý do cốt yếu vì hệ thống này có hàng trăm thái tử đỏ nắm vận mệnh quốc gia. Chỉ vì là con cháu ông này bà nọ, lý do khiến cho ông Vũ về vườn là có quan hệ cốt tử với Trịnh Xuyên Thanh và bị cho về vườn là vẫn còn may mắn. Lần này bị nêu tên một lần nữa, chắc sự may mắn ấy chào vĩnh biệt ông rồi. Ông thứ ba là Hoàng Trung Hải, khác biệt hẳn với hai người trước, nhưng khi bị đặt lên chiếc lò bát quái của ông Nguyễn Phú Trọng với hình thức kỷ luật thì hầu như dân chúng khắp nơi hoan hỉ vỗ tay chúc mừng. Ông Hoàng Trung Hải mang một tội danh khác, tham nhũng, được Mỹ từ hóa, đã có ý kiến chỉ đạo nâng tổng mức đầu tư dự án ngành thép Thái Nguyên thiếu căn cứ. Số tiền tham nhũng chưa được xác định nhưng hậu quả thì ai cũng thấy.
Một nhà máy bề thế hạng nhất miền Bắc nay biến thành một đống sắt vụn phế thải vì không thể vận hành trong hàng chục năm qua. Hoàng Trung Hải nguyên là Phó Thủ tướng, hiện giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, một vị trí có tiềm năng trở thành tam trụ. Trong nay mai bỗng dưng bị đá văng khỏi chiếc ghế vàng không thể là một quyết định vội vàng, mà quyết định ấy phải nâng lên đặt xuống không biết bao nhiêu. Vì Hoàng Trung Hải có một yếu tố rất quan trọng khác đỡ đầu, đó là yếu tố Tập Cận Bình. Dĩ nhiên cả guồng máy này đều không ít thì nhiều dính dáng tới Trung Quốc, nhưng dính tới mức mà một phó thủ tướng rồi bí thư thành ủy thành phố Hà Nội như ông ta lại bị một người tấn công không mệt mỏi để công luận chú ý tới lai lịch cũng như hành vi thân cận Trung Quốc thì không thể không có vấn đề. Người ấy là blogger Lê Anh Hùng, một cộng tác viên của đài VOA tiếng Việt, từng có hàng chục lá đơn tố cáo ông Hoàng Trung Hải là tàu công bị Nhân quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam từ tháng 7 năm 2018. Ông Lê Anh Hùng viết tới 76 lá đơn tố cáo ông Hoàng Trung Hải trước khi bị bắt. Và dĩ nhiên, không ai dám kết án ông Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải là có hành vi bán cả nhà máy gang thép Thái Nguyên cho tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc MCC. Suy cho cùng, cả ba ông bị can chỉ là một cái cớ để người dân nhìn hướng khác, mặc dù cái cớ này xem ra nặng ký và khó tiêu hóa cho một thể chế lấy hào nhoáng bên ngoài làm cứu cánh hơn là quyết tâm tiêu diệt tham nhũng từ những trứng nước. Nếu quyết tâm thì đã không có các vụ án như Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, sẽ không có vụ nhôm hay tệ hơn là Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son trong vụ Mobile Phone mua AVG, cũng sẽ không có Thủ Thiêm đang mưng mủ những Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân sẽ không có cửa để trở thành sứ quân. Trong khi ba ông lên thớt thì làng Vũ La, xã Nam Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, chính quyền giống trống phất cờ chiếm đất nông dân để giao cho doanh nghiệp. Trong khi Thủ Thiêm còn chưa hết tang thương thì quan quân đã kéo tới vườn rau Lộc Hưng tấn công đập phá một mảnh đất còn nhằm chứng tỏ bạo lực cách mạng là đúng đắn. Vậy thì có nên tin quyết định trong sạch bộ máy để đất nước đứng lên hay không? Quyết tâm trả thù bất kể nhân dân lụn bại. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Nếu thấy hay, quý vị hãy chia sẻ thông tin và hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp tốt hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.